Rồi. Bạn vô đường. Quay dọc lên từ từ xuất hiện. Đây gọi là kinh công của môn phái nào? Bàn chân nào bước xuống, chỉ có chân mình thôi. Đó, thấy chưa? Nhật. Nhật gì? Tôi giờ mấy chai nước ngọt nước cám kê cái điện tủ lạnh mà gạch ông tốn hết 20 ngàn tiền gạch ông á. Kể ra nghe cho nó khổ hơn.